Lúc đó hỗ trợ và làm việc với hơn 1.000 barbershop trong vòng 10 năm. Và đây là cách để tạo nên một không gian cấp chơi cho barbershop. Thứ nhất, về màu sắc. Đối với cái phong cách đường phố graffiti thì anh em nên chọn hai gam màu này. Gam màu sáng và rực rỡ như là neon, đỏ, cam sẽ kết hợp với lại đen, xám hoặc là trắng. Nó sẽ tạo nên cái sự nổi bật và năng động cho cái không gian của mình. Màu đen và xám nó sẽ làm nổi bật các cái chi tiết nghệ thuật và tranh graffiti ở trong tiệm hơn. Thứ hai, về tranh và hình ảnh. Anh em có thể trang trí bằng tranh graffiti mang cái tính biểu tượng của giới barber, là những cái hình ảnh mang cái văn hóa hip hop. Ngoài ra thì anh em có thể lựa chọn thêm những cái bức tranh đường phố tạo thêm những cái điểm nhấn. Thứ ba, về ánh sáng. Mình sử dụng cái ánh sáng LED, sáng neon sign hoặc là đèn spotlight để chiếu sáng các cái khu vực tranh ảnh ở trong shop. Nó tạo cái sự chú ý cũng như là làm nổi bật cái không gian. Thứ tư, về màu sắc của nội thất. Anh em có thể chọn màu nâu hoặc là màu đen để làm cái màu chủ đạo kệ hoặc là tủ hay là các cái chi tiết nhỏ. Thì anh em có thể sử dụng cái viền kim loại để nó tạo cái cảm giác mạnh mẽ và có điểm nhấn hơn. Thứ năm, về âm nhạc. Để tạo nên cái không gian nó đúng chất đường phố và graffiti thì anh em có thể lựa chọn các cái dòng nhạc như là hip hop hoặc là lo-fi để mang đến cái cảm giác năng động cũng như là nhiều năng lượng hơn cho khách hàng.